Thì xin chào các bạn đã quay trở lại với nhóm review. Thì hôm nay nhóm sẽ giới thiệu đến các bạn một sản phẩm, đó là nguồn nhựa đầu ra. Đây là các cái bộ nguồn với nhựa đầu ra khác nhau. Đây. Thì đây là nguồn nhựa đầu ra DC 3.3 5V LM335 12. Đấy. Thì con này là chuyển đổi đầu ra DC mức điện áp vào từ 9 đến 12V à 9 28V. Đây. Đây là cổng vào. Thì có 4 chân, thì 2 chân ở trên là 2 chân nguồn dương, 2 chân ở dưới là 2 chân GND. Đấy. Đấy. Điện áp. Điện áp ra là tối đa là 3A. Và đây là dòng ra mắc là 3A. Dòng ra mắc 3A, điện áp ra từ 12V, 5V, 3.3V, đây, 3.3V ra ở đây, 5V ra ở đây, và 12V ở đây. Hiệu suất thì con này được 92%. Đây là nguồn DC 518V, 518V. Đây các cộng ra nó ở đây. Đây. 5 12 18. Đấy. Đây thì nguồn vào nó là 220 thì đây. Đây là nguồn cấp 220. Điện áp ra từ 50 đây, 5 12 18. Và dòng ra từ 1 đến 3. 3 là tối đa. Đây. Đây là một cái module DC 1.5V 5V có mức điện áp đây, 1.5 từ 1.5V đến 5V. 1.5 1.8 2.5 3.3 và 5V. Thì đây. Nguồn cấp vào đây. In cộng và in trừ. Thì nguồn cấp vào từ 5 đến 15V. Và dòng từ hạ cấp quỷ khoảng 2 đến 3A tối đa. Dòng ra đây, các dòng ra. Các cái dòng ra. 1.5 1.8 đến 5V. Đấy, mặc định đầu ra là 2.5V. À mặc định đầu ra là 1.25V. Đây các bạn thấy. 1.25V mặc định default vào này. Đấy, và dòng ra mắc là 3. Rồi, sau đây mình sẽ tiến hành test đo thử cái giá trị đầu ra. Rồi. Giờ thì mình đã cấp nguồn 12V cho cái module đầu tiên. Đấy. Bây giờ mình sẽ thử điện áp ra. Đây nguồn 12V mình sẽ cấp vào đây. Bây giờ mình thử đo điện áp ra đây, trên GND. Đây là hai cộng ra 12V. Đây 12V này. 12V này. Đây, tất cả các cổng này là cổng GND, 4 cổng này. 4 cổng này, 4 cổng này. Đến cổng này là cổng GND. Mình có thể dùng GND bên này được. Thì đây là cổng 33V. Đây là cổng 33V. Có 2 cổng 33V, 2 cổng 5V và 2 cổng 12V nha các bạn. Đây 5V. Đây 5V. Đấy. 5V. 5V này. 3.3 này. 3.3 này. 12 này. 12 này. Thì cái cổng này nó sẽ cái cổng này mình cấp 12V thì nó sẽ ra là 12V. Còn lại thì nếu mà mình cấp lớn hơn 12V hoặc là nhỏ hơn 12V thì nó sẽ ra cái giá trị điện áp vào. Nó sẽ hiển thị giá trị điện áp vào thẳng ra luôn. Chứ không hẳn là lúc nào cũng là 12V nữa các bạn. Đấy, các bạn đấy, đây là module tiếp theo 1.2.4.5V. Đây thì mình cấp nguồn in vào đây, đầu vào mình cấp 12V. Thì đây, cái đầu ra mặc định của nó là 1.25V. Đấy. Thì mình muốn thay đổi giá trị đó thì mình sẽ phải hàn cái chỗ này vào, những cái chỗ tiếp điểm này. Các bạn hàn điểm nào thì nó sẽ ra mức điện áp vào đấy.
Bây giờ mình sẽ ví dụ mình sẽ đi hai chân 1,5 với nhau. Nhà này 1,5V. Đấy. Mình đi 1,8V. Đó, tiếp tục 2,5V. Đấy. 3,3V. Ừ, 3,3V. 5V. Đấy, các bạn sẽ hàn những cái tiếp biểu này vào thì nó sẽ ra được cái bức điện áp phía đầu ra của các bạn. Rồi, bây giờ mình test cái nguồn cuối cùng chế độ đầu ra. Đây là 5V. Bạn nhìn đồng hồ 5V, 12V và 18V. Đấy. Thì các bạn có thể sử dụng các cái module này để làm các cái loại nguồn đa năng, rất nhiều đầu ra tiện dụng, không phải chỉnh sửa nhiều với rất nhiều cái đầu ra. Video của mình xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý quan tâm và theo dõi. Hãy comment đóng góp ý kiến cho nhóm review ở phía dưới. Hãy subscribe, like kênh, đăng ký kênh, chia sẻ kênh để đón nhận nhiều video hơn và những cái video tiếp theo của bọn mình. Xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.